Quang Huy và Như Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, nhiều năm qua, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng. Gần đây đáng chú ý là nạn lừa đảo thông qua việc gửi email báo trúng thưởng, xác nhận thông tin cá nhân. Nóng 24 giờ muốn chia sẻ cảnh báo đến quý vị trong bản tin hôm nay. Nhưng trước hết, như thường lệ, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chuyên mục tin nóng với những tin tức về tình hình an ninh trật tự, giao thông đáng chú ý tại một số địa phương. Thưa quý vị khán giả, cách đây gần 2 năm, vụ cháy karaoke An Phú ở tỉnh Bình Dương đã khiến 32 người tử vong, gây chấn động dư luận. Nhiều người liên quan đã bị khởi tố, truy tố và xét xử. Qua điều tra mở rộng, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố thêm hai bị can gồm Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh theo cơ quan điều tra thông qua mối quan hệ quen biết phạm thị hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở kinh doanh karaoke an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương tuy nhiên do hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh, sinh năm 1981, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thi công, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở này. Sau khi thi công xong, lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố trước đó để tác động Hùng nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú. Tuy vậy, Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra nghiệm thu. Tiếp đó, bị can Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, nhờ Luân ký khống vào biên bản ở một đơn vị thi công. Tại tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ khai thác khoáng sản trái phép trị giá hơn 2 tỷ đồng do đối tượng Khủng Văn Quý, 37 tuổi, cầm đầu. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bắt tạm giam thêm 4 lãnh đạo cán bộ có liên quan đến vụ án bốn bị can gồm Cà Đức Hom, 51 tuổi, cựu chủ tịch ủy ban dân xã Phi Tô, cựu chủ tịch ủy ban dân xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Nhan Thế Anh, 41 tuổi, phó chủ tịch ủy ban dân xã Phi Tô, huyện Lâm Hà và hai cán bộ cấp xã để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, đối tượng Khổng Văn Quý đã khai thác trái phép hơn 6.000 mét khối cát với giá trị hơn ngay tỷ đồng tại thượng nguồn thủy điện Đà Cho Mo, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định bốn bị can nêu trên đã buông lỏng quản lý để đối tượng quý tổ chức khai thác các trái phép trên địa bàn trong thời gian dài. Còn tại tỉnh Trà Vinh, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành đã vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Giáp Thị Mỹ Hành về tội tham ô tài sản. Đối tượng này đã tham ô chiếm đoạt của một bệnh viện hơn 400 triệu đồng tiền bán thuốc, thưa quý vị. Theo cáo trạng, Giáp Thị Mỹ Hạnh, 42 tuổi, cư trú tại 09 thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, là nhân viên hợp đồng lao động giới công đoàn cơ sở, bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tài Vinh. Đối tượng Hạnh trực tiếp bán thuốc và quản lý tiền thuốc bán được trong ngày tại quầy thuốc công đoàn và giao lại cho thủ quỹ quản lý vào cuối ngày. Tuy nhiên, khi giao nhận tiền với thủ quỹ, hai bên chỉ kiểm tra số tiền thực tế được giao mà không đối chiếu lại sổ bán hàng. Hạnh đã che giấu doanh thu bán hàng không giao quá đơn cho thủ quỹ kiểm tra, lập khống hồ sơ tồn kho và nhiều lần giữ lại tiền bán thuốc và vật tư y tế. Mỗi lần ít nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất là 5 triệu đồng. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023, Hành đã thực hiện hành vi phạm tội và chiếm đoạt tổng số tiền trên 410 triệu đồng. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 9 năm tù đối với Giáp Thị Mỹ Hạnh về tội tham ô tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc cá độ bóng đá nhân giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 Euro 2024 đang diễn ra. Ngoài nguy cơ bị lừa đảo thua tiền, người tham gia cá độ còn bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2020 Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh báo tội phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa Euro 2024. Hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật được coi là hành vi đánh bạc. Tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân cần kiên quyết tránh xa hình thức cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng. Thưa quý vị khán giả, trong thời gian gần đây, nhất là đang trong giai đoạn diễn ra giải vô địch bóng đá Euro 2024 thì nạn trộm cắp hoành hành với rất nhiều những thủ đoạn táo tợn, nhiều gia đình đã bị trộm sạch tài sản chỉ sau một đêm. Mới đây, một gia đình ở tỉnh Bình Dương mất hai chiếc xe tay ga đắt tiền chỉ trong một đêm. Gần 3 giờ 30 phút trạng sáng ngày 19 tháng 6, hai đối tượng chở nhau bằng xe máy tới trước căn nhà trong hẻm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương sau đó một đối tượng đứng cảnh giới đối tượng còn lại dùng dụng cụ các ổ khóa cổng nhà dân sau đó đối tượng vào trong dắt ra một xe tay ga hiệu sh 1 rồi tẩu thoát nửa tiếng sau hai đối tượng quay lại tiếp tục lấy thêm một chiếc xe tay ga hiệu air Black. trước khi trời đi tên trộm còn bình thản đóng cửa công an phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương đã tiếp nhận tin báo đang lập hồ sơ điều tra vụ trộm Thưa quý vị, nạn tín dụng đen đã không còn xa lạ gì. Các đối tượng cho vay với lời lẽ dụ dỗ ngon ngọt, sau đó trở mặt cung đồ khi đòi nợ với đủ chiêu hâm dọa hành hung. Đáng chú ý, một băng nhóm tín dụng đen ở tỉnh Tiền Giang còn táo tận chích điện người vay để ép trả tiền. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bốn đối tượng gồm Trương Ngọc Sa, Phan Tấn Cường, Phan Văn Hải và Nguyễn Văn Thuận đều trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Trương Ngọc Sa cầm đầu thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 75% trên một tháng. Khi người này không có khả năng trả tiền lãi và tiền vay, Sa cùng đồng bọn đe dọa, bắt giữ, đánh, chích điện, ép viết giấy nợ với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với số tiền vay thực tế, làm người vay hoảng sợ mà phải trả nợ. Ngoài ra, Trương Ngọc Sa còn có dấu hiệu hoạt động cho vay cầm cố tài sản với hình thức hợp đồng giả cách công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản. Thực tế, số tiền công chứng cầm cố vay tiền với hình thức hợp đồng giả cách, mua bán, chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Cũng liên quan đến việc cho vay và đòi nợ theo kiểu cung đồ, trái pháp luật, mới đây bốn đối tượng ở tỉnh Vĩnh Long đã bị khởi tố về hành vi giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Ngày 19 tháng 6, Công an huyện Trà Ôn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với võ Hoàng Lâm, 36 tuổi, gia Bùi Quang Trung, 24 tuổi, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phong, 22 tuổi, và Võ Tấn Đạt, 42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long, cùng về tội bắt người trái pháp luật. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 6, Đỗ Nhật Giang, 24 tuổi, điều khiển xe ô tô chở Lâm Trung Phong Đạt từ thành phố Vĩnh Long đến ấp Phú Lợi, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tìm anh N.A.N., 33 tuổi, để đòi nợ. Đến nơi, Lâm thấy con nợ đang ngồi trước nhà nên đuổi bắt và đánh nạn nhân, khống chế lên xe đi cùng để giải quyết khoản nợ. Tiếp nhận tin báo, công an xã Phú Thành nhanh chóng triển khai lực lượng và chốt chặn nhóm của Lâm mời về trụ sở làm việc. Cũng tại Vĩnh Long, một nhóm con bạc ngủ tại tỉnh này đã tụ tập về một lò mổ gia súc để sát phạt lắc bầu cua. Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Công an huyện Mang Thít bắt giữ nhiều đối tượng để làm rõ vụ việc. Trước đó, khi bất ngờ kiểm tra lò mổ của một người sinh năm 1960 thuộc ấp Phú Thành A, xã Nhân Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long làm chủ, Công an đã bắt quả tang 10 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền. Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tăng vật, phương tiện dùng để đánh bạc 10 điện thoại, 3 xe mô tô và tổng tiền gần 55 triệu đồng. Để đề phòng lực lượng công an, các đối tượng tổ chức đánh bạc còn trang bị hệ thống báo động. Khi thấy công an thì lập tức có người canh đường cách nơi đánh bạc khoảng vài chục mét, ấn chuông để những người tham gia đánh bạc tẩu tán. Một phụ nữ quê ở Bình Định mang 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản ra tù hơn 2 năm trước, đến nay lại tiếp tục dở trò trộm cắp. Nữ siêu trộm này đã bị người dân bắt quả tang khi đang dở trò trộm túi sách và vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phù Cát tỉnh Bình Định khởi tố bắt tạm giam. Lấy việc trộm cắp làm nghề mưu sinh, đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1965, trú tỉnh Bình Định, từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 25 tháng 5 năm 2024, đối tượng Thủy điều khiển xe máy đi dạo tại các khu vực chợ trên địa bàn huyện Phù Cát để tìm kiếm người dân sơ hở. Sau khi theo dõi, Thủy phát hiện chiếc túi sách của chị Lê Thị Bích Trâm nên đã lén lấy trộm chiếc túi. Tuy nhiên, hành vi của Thủy bị người dân kịp thời phát hiện, bắt quả tang. Trong túi sách có gần 65 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng sau đó được người dân bàn giao cho cơ quan công an để tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại tỉnh Hưng Yên, công an huyện Tiên Lữ vừa bắt quả tang một hot girl đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi chi tiết vụ việc ngay sau đây. Lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng Nguyễn Thị Hoa hai túi ni lông, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, 6 viên nén màu xám và 4 viên nén màu hồng và một số vật chứng có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã tiến hành trưng cầu giám định các viên nén và chất tinh thể màu trắng thu giữ của Hoa. Kết quả là ma túy, gồm các loại ketamin, methamphetamine và MDMA có tổng khối lượng là hơn 23 gram. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng Hoa về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ. Đoàn kiểm tra liên ngành 389 thành phố Biên Hòa đã phối hợp với phòng thanh tra pháp chế chi cục chăn nuôi và thú y Đồng Nai kiểm tra hoạt động giết mổ trên địa bàn, phát hiện một cơ sở ngang nhiên hoạt động dù không có giấy phép. Qua kiểm tra cơ sở giết mổ khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa do ông Trần Văn Bằng làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 5 nhân công đang giết mổ heo dưới sàn nhà không đảm bảo vệ sinh. Tổng trọng lượng heo hơn 200 kg, Ngoài ra, trong chuồng còn nuôi nhốt 18 con heo chờ giết mổ. Làm việc với đoàn liên ngành, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép giết mổ động vật của cơ quan có thẩm quyền cấp. Chủ cơ sở cũng không lập sổ sách lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật. Bên cạnh đó, người trực tiếp giết mổ không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y. Sử dụng nguồn nước giếng khoan chưa được kiểm nghiệm, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc giết mổ để trên nền xi măng không đảm bảo vệ sinh thú y. Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành xử lý 200 kg thịt heo đã giết mổ và yêu cầu chủ cơ sở vận chuyển 18 con heo sống đến cơ sở giết mổ tập trung theo quy định. Dù là mùa mưa nên nhiệt độ giảm mạnh so với mùa khô nhưng vẫn xảy ra không ít vụ hỏa hoạn. Chiều 19 tháng 6, một vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bột nhang ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hai nạn nhân quay lại nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành, đáng tiếc là bị thiệt mạng thưa quý vị. Vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở cơ sở nhang nằm trên đường Trần Văn Dầu. Nhiều công nhân bên trong tìm cách tháo chạy ra ngoài. Phát hiện đám cháy, người dân đã kéo vòi nước dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn, người dân không thể dập tắt đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Bình Chánh và các đơn vị đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ. Do khu vực cháy chứa nhiều vật dụng dễ cháy và xưởng rộng khoảng 1.200 m vuông nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xảy ra cháy có 11 người đang làm việc, 9 người chạy ra, 2 người quay lại chữa cháy thì nhà sập xuống không thể thoát ra. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô màu trắng bất ngờ tăng ga tạt đầu xe tải ngay trên cao tốc. Tình huống này đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi lái xe, vượt ẩu và coi thường tính mạng người khác của tài xế lái xe con. Đây cũng là tình huống mở đầu cho camera nóng hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 6 trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Theo camera hành trình gắn trên xe tải, thời điểm nói trên, tài xế một phen giật mình khi phát hiện, từ phía sau xuất hiện một ô tô con màu trắng chạy trên làn rừng khẩn cấp để vượt lên. Đáng nói, sau khi vượt qua xe tải, ô tô còn bất chấp nguy hiểm, chuyển làn tạt đầu và thắng gấp ngay trước đầu xe tải. Thậm chí, tài xe ô tô này sau đó còn liên tục lạng lách chèn đường, không cho xe tải vượt lên. Tình huống nhiều lần suýt dẫn đến gia chạm. Phát hiện chiếc túi đang được treo trên xe máy không người trong giữ, nên một tên đào chích đã nổi lòng tham, nhanh tay giật lấy túi sách rồi tẩu thoát. Tình huống này cũng là bài học nhắc nhở mọi người đừng nên chủ quan để tài sản hớ hên, vì chỉ cần vài phút lơ là, bất cẩn thì chính bản thân mình là người đã tiếp tay cho kẻ xấu trộm cắp. Chủ việc xảy ra tại Thủ Thừa Long An vào ngày 16 tháng 6. Lúc này trên chiếc xe dựng ngoài đường có túi sách màu đỏ, một thanh niên đi qua phát hiện đã thò tay lấy trộm rồi rồ ga thoát Hành động trộm túi chớp nhoáng như một cơn gió. Lợi dụng đêm khuya chủ vừa trái cây để hàng hóa bên ngoài, hai kẻ gian lái xe ô tô đã thẳng nhiên xuống xe, cướp mất hai bao trái cây rồi bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ vừa kinh doanh đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội với mong muốn để mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Giữa hàng trái cây ở tỉnh Quảng Ngãi, không người trông coi. thì xe ô tô biển số 76H03526 dừng lại, nhanh chóng xuống xe, rồi xách một bao xoài lớn bỏ lên xe. chưa hết, một thanh niên khác cũng đến lấy thêm một bao hàng bỏ lên xe. Chủ vừa trái cây này cho biết, không chỉ một lần này mà chỉ bị trộm tương tự rất nhiều lần trước đó. Thưa quý vị khán giả, thời gian gần đây, nhiều người phản ánh nhận được thư điện tử thông báo trúng thưởng hoặc là yêu cầu cập nhật thông tin. Một số người đã làm theo hướng dẫn trong email, sau đó mất tiền. Cơ quan quản lý cũng đã thống kê cho thấy Việt Nam là quốc gia trong khu vực Đông Nam Á bị tấn công lừa đảo qua email nhiều nhất. Người dùng không chỉ cảnh giác với các ứng dụng, các mạng xã hội, mà còn phải cảnh giác với nguy cơ lừa đảo từ tin nhắn, thư điện tử. Để hiểu rõ hơn về chiêu thức lừa đảo này, mời quý vị theo dõi ghi nhận thực tế trong chuyên mục Chuyện Cảnh Giác ngay sau đây mình nhận được email thông báo trúng tưởng và yêu cầu là phải điền đầy đủ thông tin thì mới có thể nhận được phần thưởng đó lúc đó mình không có nghi ngờ gì và bắt đầu xác thực theo yêu cầu sau khi xác thực thì mình mới phát hiện là trong tài khoản mình đã bị mất lúc đó mình đang làm việc thì nhận được một cái email thông báo là mình đang bị tấn công và phải xác thực lại tài khoản thì mình cũng khá là đang sợ lừa đảo cho nên là mình cũng không làm theo thời gian vừa qua đã có không ít người dùng tại việt nam bị lừa hay nhận những thông tin lừa đảo trên email một số hình thức lừa đảo tuy cũ nhưng vẫn luôn có người sập bẫy thực tế trong thời đại công nghệ số như hiện nay hàng loạt những phát minh khoa học công nghệ được ứng dụng trong cuộc sống thư điện tử hay còn gọi là email ngày nay đã trở nên phổ biến trong mọi lĩnh vực vì vậy đây cũng là mục tiêu mà nhiều đối tượng tội phạm mạng nhắm đến ngoài hình thức lừa đảo qua điện thoại thì lừa đảo qua email cũng là một hình thức rất là phổ biến hiện nay. Các đối tượng sử dụng các chiêu trò chẳng hạn như giả mạo địa chỉ email, email phishing, rồi email có chứa mã độc hay là email có chứa các nội dung liên quan đến quảng cáo ngân hàng, tài chính, khuyến mãi hay là dịch vụ công để từ đó thu thập thông tin người dùng cũng như là bắt người dùng chuyển tiền vào tài khoản trong các cuộc tấn công mạng có chủ đích những kẻ lừa đảo thường sẽ chỉ hành động sau một vài email giới thiệu có tương tác tích cực với nạn nhân hoặc các đối tượng sẽ trực tiếp sử dụng email giả mạo có nội dung hấp dẫn ghi chú ý gửi đến người nhận các chiêu trò lừa đảo qua email phổ biến nhất hiện nay lừa đảo thường mạo danh các tổ chức y tế của việt nam và quốc tế bọn tội phạm sẽ mạo danh một số tổ chức y tế của việt nam và cả quốc tế chúng sẽ gửi email cho nạn nhân và theo đó là tập tin đính kèm hay link website thông thường nội dung sẽ đề cập đến các cách điều trị biện pháp ngăn chặn bản đồ dịch bệnh cách bảo vệ bản thân lừa đảo qua email xác thực tài khoản ngân hàng chúng thường lừa nạn nhân thông qua các nội dung như tài khoản đang bị tạm khóa yêu cầu truy cập đường link để lấy lại quyền truy cập khách hàng đang nợ tiền ngân hàng phải chi trả ngay nếu không sẽ bị tịch thu tài sản tiếp theo bắt nạn nhân cung cấp các thông tin tài khoản số tài khoản ngân hàng mật khẩu sau đó sẽ chiếm quyền sở hữu hoặc tài sản của nạn nhân email thông báo nhận thưởng chúng sẽ đưa ra các thông tin nhận thưởng cực hấp dẫn để dẫn dụ nạn nhân. Các đối tượng sử dụng các biện pháp kỹ thuật để làm giả địa chỉ email, làm cho cái địa chỉ email trông giống như là cái địa chỉ của các tổ chức uy tín. Tiếp theo thì các đối tượng có thể tạo ra các trang web giả mạo có giao diện y hệt như các trang web của Facebook, Google hay là ngân hàng và sau đó đính kèm các cái đường link, các cái các cái địa chỉ có đăng các trang web này gửi email để người dùng truy cập vào từ đó người dùng không cảnh giác và bị lừa đảo thứ ba các đối tượng đính có thể đính kèm các cái mã độc các cái phần mềm độc hại vào địa chỉ vào cái thư email email và gửi cho người dùng để người dùng tải về và kích hoạt các phần mềm độc hại này thứ tư các đối tượng viết các cái mã đoạn mã code hay là các sử dụng các công cụ để gửi email hàng loạt đến nhiều người dùng từ đó tăng cái tỷ lệ thành công trong việc tấn công. Nếu không đề phòng, người dùng sẽ bị đánh cắp thông tin và gây nên những hậu quả lớn hơn. Để hạn chế nhận được những email lừa đảo và không bị rò rỉ thông tin và tài sản qua chiêu trò, người dân lưu ý tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua email, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản khi chưa xác định được tính hợp lệ của email để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đến đây thời lượng dành cho nóng 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những phút phát sóng vừa qua. Như Nguyễn và Quang Huy rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Rất mong được gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại.